Xin chào em, những người sinh năm 2003. Thầy là Nguyễn Cao Cường, giáo viên dạy môn toán của trang tuyển sinh 247. Các em thân mến, như vậy là một năm học mới, năm học lớp 9 sắp đến với chúng ta. Một năm rất quan trọng, một năm học có tính chất bản lề, bởi vì nó là năm học cuối cùng của trung học cơ sở và là bước đệm để chúng ta tiến hành thi lớp 10 vào trường trung học phổ thông. Vậy thì vai trò của trường trung học phổ thông có quan trọng hay không? Chắc hẳn chúng ta cũng đã đều biết rồi. Trung học phổ thông là một môi trường rất quan trọng. Nó là một cái nền tảng giúp chúng ta có được kiến thức vững vàng, từ đó chúng ta định hướng về nghề nghiệp và thi tiếp vào các trường đại học, cao đẳng, hoặc là chúng ta có những ước mơ cao hơn, đó là đi du học hoặc có thể một ngành nghề mà mình yêu thích. Vậy thì chúng ta xem video này với mục đích để tìm hiểu thêm xem là cái việc giới thiệu khóa học môn toán vào lớp 10 trung học phổ thông có điều gì thú vị. Với chúng ta là những học sinh các khắp tỉnh thành của cả nước thì môn toán, môn văn là hai môn chính trong việc mà thi vào lớp 10 trung học phổ thông. Vậy tuyển sinh 247 nói chung và thầy Nguyễn Cao Cường sẽ giúp chúng ta về môn toán 9 để có thể ôn tập thi vào lớp 10. Có thể nói rằng là nhiều người đã rất quen thuộc với việc học trực tuyến, nhưng cũng có thể một số bạn đang xem video này cũng thắc mắc là việc học trực tuyến là học như thế nào, và học trực tuyến có tác dụng như học ở trên lớp hay không. Điều này còn phụ thuộc vào cách chúng ta tìm hiểu và hiểu biết. Trước hết là chúng ta nói với nhau về cách thức học. Khóa học trực tuyến có nghĩa là chúng ta sẽ tương tác với các thầy cô giáo thông qua những bài giảng đã được ghi hình lại và được biên tập nội dung cách công phu và chi tiết. Khi các em đã là những thành viên của khóa học trực tuyến thì các em sẽ mở video học bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu, bằng các thiết bị, có thể là thiết bị smartphone, thiết bị máy tính bảng hoặc có thể là máy tính để bàn của chúng ta. Chúng ta mở video ra thì nó một điều rất thuận lợi, đó là chúng ta ghi chép, nếu như bị nhanh quá thì chúng ta kích vào nút dừng lại và màn hình sẽ đứng lại, chúng ta chép là chúng ta chép xong thì thôi. Sau đó chúng ta đến các bài ví dụ hoặc là những bài tập chúng ta cần thiết phải làm, chúng ta phải ấn vào nút dừng. Sau đó chúng ta mang sách vở hoặc nháp, chúng ta tiến hành ghi. Vậy thì việc học trực tuyến thì cũng cần phải chuẩn bị một cái lượng vở ghi, dụng cụ học tập như học trên lớp. Chúng ta cũng ghi tên bài, kể các đề mục theo như sự hướng dẫn của các thầy cô giáo trên các video mà các em xem. Và đứng trước mỗi một đề bài, các em nên kích nút dừng để chúng ta làm cái bài đó trước. Làm bài đó trước rồi, sau đó chúng ta mới kích nút play để chúng ta xem lại xem là xem tiếp xem là cái việc bài tập đó được giải như thế nào. Kể cả những ví dụ đã được dạy trên các cái video, chúng ta cũng nên làm như vậy. Có nghĩa là chúng ta xem xong một lượt, chúng ta có thể là tự làm lại. Tự làm lại mà thấy sai, chúng ta lại tiếp tục xem lại video đó. Có nghĩa là những video này được xem không giới hạn trong quá trình chúng ta học tập. Vậy lớp 9, khóa học này giúp chúng ta được những điều gì? Khóa học toán 9 của trang tuyển sinh 247 do thầy phụ trách thì chúng ta có 3 cái mảng mà chúng ta cần quan tâm. Một là khóa hay và đầy đủ. Đây là một khóa học mà bám theo chương trình trên lớp. Trên lớp hay cụ thể là sách giáo khoa có những bài như thế nào thì khóa hay và đầy đủ sẽ bám sát vào những vấn đề đó, dạy chúng ta những kiến thức cơ bản. Từ đó có thể phát triển thêm những bài tập liên quan trong các bài giảng. Khóa thứ hai là khóa chuyên đề. Thì thi vào lớp 10 trung học phổ thông, chúng ta có thể thấy có những chuyên đề như chuyên đề rút gọn biểu thức số, biểu thức chứa chữ, chuyên đề về hàm số và đồ thị, chuyên đề về phương trình và hệ phương trình, chuyên đề về giải bài toán nghĩa là phương trình và chuyên đề hình học. Đây là một cái mảng rất là quan trọng mà có thể nói rằng là việc chuyên đề này thì gói gọn các kiến thức từ khóa 2 và đầy đủ, chúng ta tập hợp lại những chuyên đề. Và những bài tập trong chuyên đề thì nó được thiết kế theo những cái chủ đề riêng và với mức độ từ dễ đến khó. Khóa thứ ba là một khóa quan trọng nữa là khóa đề tổng hợp. Trong khóa đề tổng hợp này thì có 20 đề được thiết kế theo các đề thi vào lớp 10 trung học phổ thông và có một số đề của các tỉnh như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã thi những năm như 2015, 2016, 2017 được gói trong khóa đề tổng hợp, giúp chúng ta biết được một cái đề thi vào lớp 10 là gồm những phần như thế nào và cách xử lý nó ra sao. Qua các đề thì chúng ta cũng làm theo bước là đầu tiên chúng ta tải đề về chúng ta làm trước, sau khi làm ra giấy trên cơ sở là bấm giờ
thì chúng ta mới mở cái video của các phần giải có đề ra chúng ta xem, và từ đó chúng ta tự đúc rút cho bản thân mình. Như vậy là ba khóa đề tổng hợp này, chuyên đề và khóa hai đề đủ của cái khóa học toán 9 trên trang tuyển sinh 247 chắc chắn là sẽ giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong cái quá trình học sắp tới. Và hy vọng rằng với phần giới thiệu vừa rồi của thầy cũng như những trải nghiệm chúng ta trong những bài giảng được đăng trên trang tuyển sinh 247.com hoặc trên trang YouTube thì giúp chúng ta có thể hiểu phần nào tầm quan trọng cũng như là sự thích ứng với phương pháp giảng dạy của thầy. Và hy vọng rằng trong thời gian tới chúng ta sẽ có sự cộng tác với nhau tốt, từ đó thầy giúp chúng ta càng ngày càng vững vàng môn toán, giỏi môn toán và thi đỗ được vào các trường cấp 3 mà chúng ta mong muốn. Đến thời điểm này video đã kết thúc và hẹn gặp lại các em vào các cái bài giảng ở trong cái khóa học này.